y đen, đen luôn, đen y chang như tôi luôn. Rồi mình ngồi nè. Mời bạn nam. Rồi, mời đi em. Dạ, chào em chào. Dạ, lần đầu tiên cho em xin chào quý khán giả thân thương nhất ạ. Rồi, ngồi xuống đi em, ngồi xuống. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Em tên là Ngọc Diễm, năm nay 25 tuổi và em hiện đang sinh sống tại Bình Thuận ạ. Em làm gì ở Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang làm đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Mời anh trai bên kia. Lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị Nam Thư rất xinh đẹp ạ. Dạ. Với lại bạn gái ở bên kia, em tên là Nguyễn Văn. Quê em ở Quảng Bình, em sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Làm cái gì? Dạ, em làm bên vận hành xe nâng ạ. Vận hành xe nâng. Đàn gái cho đàn trai biết ưu điểm và khuyết điểm trước đi. Dạ, ưu điểm của em thì là nấu ăn ngon nè, có kinh nghiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ. Em thì cũng hiền lành, vui vẻ. Em ưa thích thì chơi những trò chơi cảm giác mạnh nè, không sợ ma. Về khuyết điểm của em thì em rất hay ngủ nướng, thường hay nấu ăn theo tâm trạng lắm. Vậy ví dụ ngày đó mà em buồn đi, em nấu món gì? Em cũng nấu bình thường lắm nhưng mà không có được ngon như lúc bình lúc vui vẻ thôi. Vậy. Em nói là em không sợ ma. Dạ đúng rồi. Lúc mà em hồi em đi làm là buổi tối thường thường hay về vào lúc 7-8 giờ, đường đó rất là vắng mà đi qua hai cái nghĩa địa là em không có cảm giác gì hết. Mời em trai. Ưu điểm của em là em sống có tình cảm, chân thật, em sống tự lập, trách nhiệm với gia đình. Em là một người mẫu đàn ông của gia đình, em tự cảm nhận em là như vậy. Còn cái khuyết điểm của em là em dễ xúc động, em dễ cảm xúc á. Em có một cái trên TV có một bộ phim nào mà rất là buồn đó, tự nhiên là em cảm thấy em xúc động. Đúng rồi, mình anh cũng dạng người như em đó, thấy về thôi chứ xem những cái bộ phim nào nó cảm động là mình ngồi tự nhiên nước mắt mình rơi, hay thấy hoàn cảnh nó tự nhiên cái con người mình nó khác liền, nó cảm động liền. Em có mấy mối tình rồi? Em xin thưa với anh là em được có một mối tình thôi. Kéo dài mấy năm? Dạ, một tầm 4-5 tháng thôi. Nhưng 4-5 tháng rồi hả? Dạ, nhưng mà chia tay khoảng gần một năm rồi anh. Sao phải chia tay? Dạ, em quen cái người đó là hai cùng một tuổi. Ở ngoài quê của em là đa số là nhiều người ta lấy nhau một tuổi. Trong cái làng luôn là hai người lấy nhau một tuổi, gọi là bị sát anh. Tức là một người, dạ, tức là một là đúng một tuổi là cứ lấy nhau cả tầm 40-50 tuổi là người này không bị bệnh, là người kia bị bệnh, mà không bị bệnh là bị mất. Là 15 cặp ngoài quê em là chứng kiến là đều bị vậy. Trong gia đình em là hai người cũng bị như vậy rồi, cùng một tuổi luôn. Là bà ngoại của em với lại dì của em, cho nên trong nhà cũng sợ. Tức là quen 4-5 tháng xong biết cái tuổi đồng bằng tuổi là không quen nữa luôn. Dạ. Em bên kia mấy tuổi vậy? Dạ, em 25 tuổi ạ. Đây mấy tuổi vậy? Dạ, em năm 31 tuổi. 31 với 25 gì khác tuổi xa rồi không sao. Mình làm tiếp đi. Bây giờ bên đây có một mối tình mà có 4-5 tháng là chia tay rồi. Bên kia mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết à. Đó giờ chưa yêu ai luôn hả? Dạ chưa ạ. Thì có nắm tay ai chưa? Dạ vẫn chưa ạ. Chưa luôn. Dạ, chưa nắm tay chắc chắn là chưa hôn nay đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà giống như em đi học rồi, lúc đó em có thích bạn nào không? Dạ cũng không ạ. Nhà em thì rất là khó. Lúc mà đi học thì không có cho quen ai hết á. Nhưng mà lúc mà em có thích ai không? Mà thích rồi em không nói luôn hả? Dạ em thì cũng không thích ai hết. Tại vì lúc mà em đi học thì tính tình em thì cũng giống như con trai á. Rất là phóng khoáng, với lại cũng hơi nghịch ngợm lắm. Em có cảm nhận là có bạn trai nào thích em không? Chắc không có chị. Dạ. Tại vì em chơi với con trai trong lớp không à. Chắc chưa có duyên thôi em ơi. Mà là tức là gia đình mình khó, là ba mẹ rất là khó hay sao? Dạ không, ông bà quản nghiêm á. À vậy là em sống nhỏ lớn với ông bà hả? Dạ đúng rồi. Chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu? Ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á. Từ đó thì em ở với ông bà. Vậy em có liên lạc gì với gia đình không? Với ba mẹ không? Ba em thì ở gần với lại nhà nội á. Còn mẹ em thì em cũng không biết nữa. Ủa giờ hôm nay mở với ai? Giờ em đang ở với ông bà nội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Ông bà nội hả? Dạ. Ông bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà em thì 72, còn ông em thì 74 ạ. Thì chắc ông bà nội cũng nôn rồi đúng không? Cũng muốn lấy chồng để thấy cháu mình ổn định rồi đúng không? Rồi. Chào đàn gái. Dạ em chào anh ạ. Cô gái rất là xinh. Em ở với ông bà nội? Dạ đúng rồi ạ. Từ hồi nhỏ tới lớn luôn? Dạ đúng rồi ạ. Rồi không gặp ba mẹ luôn? Dạ có gặp ba nhưng mà không có gặp mẹ. Thì dạ. Ba có lo chăm sóc gì cho em không? Dạ ba thì có gia đình riêng thì ba cũng lo cho gia đình riêng của mình. Trời ơi.
Còn bên ngoài có lo gì? Dạ không, bên ngoại thì em cũng không có liên lạc, cũng không biết phía bên đó. Không biết ba không nói cho luôn. Em có biết mặt mẹ em không cưng? À, dạ không ạ. Trời ơi, có bao giờ em nằm mơ em tưởng tượng ra mẹ em chưa? Ừ, dạ vẫn chưa luôn ạ. Tại vì ở với ông bà thì em cũng quen rồi, nên em cũng không có nhớ về mẹ nữa. Thiếu vắng tình yêu của mẹ, cũng không có ba luôn. Chia sẻ với em điều này nha. Dạ. Phần nghiệp quá, không có người yêu nữa. Chưa có người yêu, quên. Chưa có người yêu. Sắp có người yêu. Bây giờ muốn có người yêu thế nào? Một anh chàng chững chạc, biết chăm lo cho gia đình nè, hiếu thảo. Anh ấy là phải chiều chuộng, nói chung là phải chiều chuộng vợ con. Chiều chuộng vợ con. Dạ. Và đặc biệt là chung thủy không lăng nhăng. Em thì không thích lăng nhăng. Dạ. Anh nghĩ bên đây anh cũng hiền đó. Một chút hỏi coi sao. Em có điều gì không thích ở người đàn ông không? Tính gia trưởng, không trung thực. Anh bên đây thật tình lắm. À, không hút thuốc, nhậu thì ít thôi. À, ít dạ. Thôi, được rồi. Nãy giờ bên đàn gái đưa ra như thế, em cảm giác là mình được bao nhiêu phần trăm? À, em cảm nhận là em 100%. Tại vì em là em dư để bao hết những cái lời bạn gái nói. Rồi, dạ. Chúc mừng luôn. Dạ. Cái gì tới 100% luôn hả? 100% luôn. Hồi đó là em gái của em là lấy chồng ngoài Hà Nội, là ba em đi biển mà em thì bị bệnh ở nhà. À, cho nên là một mình em đại diện cho ba và mẹ, một mình em dẫn em gái này, em ra ngoài Hà Nội là họ chồng cho em gái của em luôn. Cho nên là em cảm thấy là em có trách nhiệm cho gia đình rất là nhiều. Và đã lúc chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và vợ của mình ha. Dạ, chào anh. Dạ, em chào chị. Cái mẫu hình bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là sao? Dạ, cái mẫu bạn gái của em mong muốn đó là biết hiếu thảo với ba mẹ. Dạ. Sống có tình cảm, chân thật. Dạ. Biết chia sẻ. Dạ. Chị vậy thôi. Cái mẫu hình mà bạn gái mà bây giờ nãy là mình nói về tính cách rồi ha. Dạ. Còn bây giờ là về ngoại hình. Anh mong muốn một người như thế nào? Dạ, ngoại hình là bạn gái đó cao 1m60 trở lên là được. 60? Dạ, tại vì em cao 1m73 rồi. 73? Dạ, em rồi. Muốn cho hai bên cho tương xứng. Em cao mét mấy bé? Chị thấy em cao lắm luôn á. Dạ, 1m65 mà. Trời, dư xăng, okay. Cao hơn Thư luôn á. Okay. Chị Nam Thư cho em hỏi là bên cái bạn gái có xăm không ạ? Có hình xăm không hả? Bé em có hình xăm không cô? Dạ không à. Không có hình xăm. Điểm không thích ở bạn gái nữa là cái gì? Cao. Bạn gái là cái tính lăng nhăng là em thích. Còn ngoại hình? Người có da có thịt xíu là được rồi. Có da có thịt đúng không? Có, da có, thịt có. Ai cũng có da, có thịt hết trơn. Dạ, không ai mà không có. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp đại diện gia đình hai bên ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại bà nội, cô dượng và em họ của em. Bà nội, dạ. Con chào bà nội. Nội, nội thấy gì sao? À, tôi thấy cháu trai này thì cũng được, hiền lành. À, tôi cũng là bà nội của cháu Diễm. Dạ. À, tôi cũng mong sao cho cháu tôi được hạnh phúc. À, tôi rất vui rồi. À, cháu tôi thì nó hồi nhỏ thì nó sống với tôi hồi mới có 5 tháng mấy à tôi nuôi nó tới giờ cũng cho ăn học rồi đàng hoàng. Rồi hiện tại bây giờ là cháu là ở nhà bán quán rồi với tôi. Rồi cháu thì rất hiền và cũng có hiếu với ông bà. Tôi xin chuyển lời cho rể. Em xin chào chương trình. À, em cũng xin tự giới thiệu luôn, em là Dượng, là Dượng rể, em là xã em ngồi bên đây. Bạn trai này của con là nói có cảm xúc thì theo Dượng thấy là rất là tuyệt vời. Dượng cũng là người cảm xúc nặng. Nói chung là Diễm thì sống với cô Dượng, lúc cô Dượng còn sống với ông bà nội 19 năm. Sau đó cô Dượng mới ra ở riêng. Thôi thì cũng cầu mong sao con và bạn con có hạnh phúc thì Dượng, nói chung là Dượng sẽ lo hết tất cả. Xin cảm ơn chương trình. Bên nội Dượng này kia rất là thương, cho thấy được rằng là em gái rất là ngoan luôn, được tình yêu thương của ông bà nội Dượng. Rồi em trai, em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với ba mẹ. À, chào cô chú. Dạ, tôi xin phép chào hai MC. Chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của em Văn. Đây là bố của em Văn. Hôm nay đến hôn trường đây tôi rất vui mừng. Tìm một nửa yêu thương cho con, cho cháu. Mẹ thấy cô gái bên đây cũng cao ráo,
dễ thương. Thì nghe nói qua đó thì ở với ông bà nội chi thì cũng dễ thương thôi. Và còn con trai của cô bên đó là cô không phải là khen đây, nhưng mà con trai của cô là bốn đứa như đứa nào cũng còn nết con ai hết, lo cho gia đình giỏi lắm. Đi lao động thì lương bổng thì 5-7 triệu đó. Sau đi vợ chồng thương yêu nhau thì về tính toán làm ăn thêm, chứ con của cô là đứa nào cũng giỏi hết. Từ A đến Z là việc gì cũng làm được hết, sẽ lo cho em một gia đình giỏi lắm. Có gì xin hai em chi là tạo điều kiện giúp đỡ cho hai cháu. Dạ, rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi Nam Thư ha. Dạ, mở rào. Có bao hoa này tặng em. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh ạ. Mong rằng em sẽ lúc nào cũng tươi xinh như cái bông hoa này vậy. Em cảm ơn anh ạ. Quà của em á là mứt xoài. Mứt này là do em tự làm á. Còn nếu mà anh muốn cách sử dụng á thì anh có thể gọi cho em. Rồi, ok em. Cảm ơn. Bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau ha. Em làm đầu bếp đúng không em ạ? Dạ đúng rồi. Em làm đầu bếp là em làm ở ngoài Bình Thuận luôn hay là em ạ? Dạ, bà em có mở một quán ăn á. Khi xưa thì em làm nghề khác, em làm văn phòng cho một công ty may. Nhưng mà khoảng thời gian sau này á, một năm trở lại á, thì bà em á, thì cũng lớn tuổi rồi. Nên cũng muốn là em về phụ với gia đình. Là em quan điểm gì về tình yêu? Yêu một lần thì phải cho đáng, phải tìm đúng người, phải là chín chắn nè. Khi mà yêu thì phải đặt hôn nhân lên làm đầu, không phải là quen rồi coi thử là như thế này như kia ông ấy thì bỏ. Như vậy thì em không được, em muốn là phải có một kết quả rõ ràng. Dạ. Trong đó có sự chung thủy, chân thành và có cái sự chia sẻ với nhau nữa, đồng cảm với nhau nữa, mới mang đến cái hạnh phúc suốt đời. Đó. Anh thấy em như thế nào? Có đạt cái tiêu chuẩn của anh không ạ? Anh thấy em rất dễ thương, ngoài hình anh thấy là ok rồi. Chúng dạ, anh xin đạt anh trong à. Mặt của anh là được. Thôi mình hẹn hò thế nào? Em ở Bình Thuận là ở cái huyện nào hay là cái xã nào? Em ở huyện Đức Linh à, giáp với lại Xuân Lộc Đồng Nai á. Xuân Lộc Đồng Nai là Cẩm Mỹ đi lên á, Long Giao đi lên á. Về là rồi anh có lên Cẩm Mỹ gần này nữa, là đi cái hướng này. Về là đi hướng Bà Rịa đi lên. Đúng rồi, dạ, dạ, đúng rồi, anh em có đi xe buýt đi lên Cẩm Mỹ Đồng Nai rồi. Vậy là mà đi lên có xe buýt nữa là được rồi. Dạ, thì em ở đó tiền xe buýt á. Công ty của anh là rất là dễ, một tháng là được nghỉ 4 ngày. Nhưng mà cái thời gian đó là không nhất thiết phải là chủ nhật. Nói chung cái ngày nào mình nghỉ, thay vì một tháng là mình nghỉ 4 ngày, mình dồn 4 ngày vô luôn là mình nghỉ. Nói chung hẹn hò người yêu là rất thoải mái. Còn có lúc mà ví dụ mà em cần cái lúc nào trong một tháng đó, ngày nào thì anh chỉ cần nói với sếp anh một tiếng là anh có thể đến thăm em. Dạ. Em thì cũng không sợ yêu xa đâu, không có người yêu mới đáng sợ thôi. Đúng rồi. Người ta nói người ta không thích yêu xa nhưng mà anh rất thích yêu xa. Anh muốn sự cảm nhận, anh muốn sự giống cái anh thích đi du lịch á, anh muốn thích đi ở đây đó để cho biết. Nếu như tiến tới hôn nhân thì con cái như thế nào? Thế anh thì anh thích con trai hay là con gái? Nói chung là con trai con gái gì cũng là con hết, con của chúng ta hết. Em cũng vậy, nhưng mà về mà giáo dục trẻ nhỏ thì em cực kỳ nghiêm khắc. Giống như anh hết, dạ. Giống như anh luôn. Nói chung là giáo dục con cái, nói chung là sau này em có con, chúng ta có con là cái giáo dục con cái là để anh lo cho. Anh lo cho từ A đến Z luôn, con là cái. Chăm con luôn? Chăm con luôn. Ồ, gói cà. Đâu bây giờ chăm con biết hát ru con không? Dạ. Cái đó giờ em hình như em thuộc lắm anh ạ. À. Em lên chương trình em muốn gửi đến quý khán giả một bài hát. Với lại anh chị, hai anh chị MC, với lại bạn gái bên một bài hát mang tên là Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, nhạc của Phan Huy Điểu. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp
cho ta gần nhau thêm. Cảm ơn bạn. Ở hai đầu nỗi nhớ ha. Nhưng mà hai bạn cũng ở gần chứ không phải ở xa lắm đâu. Sáng đi xe buýt, chiều đón xe buýt về cũng được. Em gái có một cái bài hát nào gửi tặng lại chàng trai không? Em cũng xin gửi anh một bài hát. Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu và sẽ yêu ai đó thật nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh làm trái tim này thật mong manh. Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui và có khi cho đến trọn đời. Nhưng ai hay ngờ bóng một ngày mới xa. Tình yêu khiến cho lòng mê say. Có những lúc em vu vơ suy nghĩ, có những lúc em lại thẫn thờ. Những bối rối cứ đồng đầy trong trái tim em từng ngày. Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng, bao nhiêu nhớ thương dành cho riêng mỗi anh người đã đến trong đời. Và làm cuộc đời em tươi như chơi vơi. Và từng đêm nhớ mong lòng còn bao nhiêu vấn vương, bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau và cho đến bao giờ. Lòng còn tồn tại nhưng bất ngờ vì anh là của em. Bây giờ hai người bước tới nắm tay nhau và nói cho nhau những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm nhận của mình và mong muốn điều gì với đối phương. Nắm tay nhau, đó. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Chúng ta có 30 giây để nói về những tình cảm của mình với người đối phương. Cho nắm tay là chúng ta gặp nhau đây cũng Âu cũng là cái duyên. Cho nên là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Anh không hứa sẽ mang lại sự giàu sang cho em. Nhưng ở chương trình này, với sự chứng kiến của quý vị khán giả thân thương, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc của chúng ta suốt đời. Em gái nói gì đi. Nắm tay nhau đừng buông tay ra, thử cảm nhận về nhau. Thật sự là đến chương trình này cũng mong là có một người người yêu, một người chồng để mà chăm sóc và quan tâm cho mình ở khoảng thời gian sau này. Nên đến đây với một tấm lòng mà thật sự là nghiêm túc. Và em cũng muốn là chúng ta cho nhau một cơ hội. Cảm ơn em. Anh Quỳnh Linh cho em xin một phút được không ạ? Được. Đây, chưa trong nha. Bó hoa có một bức thư này. Em đọc đi bé. Cái thư này là hồi đêm anh viết cả đêm đó, để dành tặng cho em đó. Thức cả đêm viết ra hả? Thức cả đêm viết. Chào em cô gái đến từ tương lai. Em mà, chúng mình gặp nhau đây Âu cũng là cái duyên. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta đã có cơ hội gặp nhau. Mong rằng chúng ta hãy trân trọng và tìm hiểu một cách nghiêm túc. Em mà, duyên này bạn muốn hẹn hò tạo. Phận này là do người chọn và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Ngay từ ngày này, giờ này, phút này, tại chương trình bạn muốn hẹn hò cùng với sự chứng kiến của Vũ nhiệt tình, của quý khán giả thân thương nhất, đồng hành cùng với hai anh chị MC rất dễ thương và duyên dáng, đặc biệt có sự góp mặt mong đợi của người thân hai bên. Em mà, anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời. Những câu từ này không được trau chuốt cho lắm, nhưng nó sẽ là tất cả chân thành nơi anh. Em hãy tin tưởng nơi anh và hãy cho anh một cơ hội em nhé. Gia đình hai bên đang mong chờ niềm vui từ chúng ta đó. Trên thư, Nguyễn Văn gửi người con gái, anh thương. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Xem giờ phút thiêng liêng này, hai trái tim có đồng điệu với nhau hay không nha. Sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hai bạn, trời ơi. Nắm tay nhau đi. Nè, xin phép ông bà, xin phép dì, ông bà nội, xin phép dì bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau, chính thức tìm hiểu nhau. Con cũng đến chương trình này, hôm nay con đến chương trình này, con muốn tìm một nửa yêu thương của con. Con xin phép ông bà với giường với dì, con sẽ bảo vệ và con sẽ, nói chung là con sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời ạ. Em gái nói gì với em, nói gì với ba mẹ của bạn? Dạ con chào cô chú ạ. Con mong là sau này á, cô chú sẽ tạo điều kiện cho chúng con được quen nhau và có thể chúc phúc cho
chúng con được ạ. Dạ. Hôm nay cái sự chứng kiến của ông bà, dượng cô, ba mẹ và hai họ luôn, mình hôn cái nụ hôn đầu tiên để chứng minh cho những gì nãy giờ mình nói đi. Yêu thương nhau thật lòng nha. Rồi, mời em trai. Dạ, con xin phép mọi người với lại dượng cho con xin chào hôm nay. Dạ, rồi thì hôm nay là có chị Trúc là biên tập bên chương trình sẽ phỏng vấn và trò chuyện với mình ngày hôm nay ha. Mời chị, mời anh ạ. Dạ vâng. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Chị làm việc ở nhà nên chị xin phép chị tắt cái camera nha. Còn em thì khi tham gia chương trình của chị sẽ có quay quay hình một tí xíu về cái đoạn nói chuyện của mình, cho nên là em cứ tươi tắn nói chuyện, chia sẻ cho nó dữ dội lên, gọi là nó có một cái câu chuyện gì đó để tụi chị thấy là tại sao chị chọn em đó. Đơn giản vậy thôi à, là được chọn ghi hình. Rồi bây giờ mời em giới thiệu bản thân em ha, giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình giùm chị. Dạ vâng, thì em tên là Ba, đầy đủ là Lê Văn Ba ạ. Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại đang sinh sống ở Hồ Chí Minh. Em sinh năm 1994. Hiện tại công việc của em thì đang làm nhân viên kinh doanh và kim kỹ thuật ở công ty. Chuyên về công ty em thì làm chuyên về máy bơm. Em thì phụ trách tư vấn khách hàng và xử lý những cái thiết bị máy móc cho khách hàng. Còn này tư vấn hoặc là sẽ chịu đó. Còn em là Lê Văn Ba hả? Dạ, Lê Văn Ba. Lê Văn Ba. Lê Quân là cái nickname em ha sao? Lê Quân là nickname thôi chị. Tại em thấy cái tên rất đẹp, đẹp cũng hợp với em nên em đẻ luôn á. Sao biết hợp? Cái nickname ổng làm như ổng ca sĩ, ổng đi hát hò. Từ nickname giữa ta là có ca hát gì được không? Thích ca hát được không? Không, em thì em không gọi ca hát. Em chỉ là thấy cái tên này dễ gọi hơn là cái tên Ba thì em đẻ. Bình thường thì mọi người đi ở khắp mọi nơi á, đi cái lúc mà em thời điểm vào Sài Gòn em đi học thì thường hay mọi người hay trêu ô mày tên Ba à, tao gọi mày bây giờ lúc này gọi mình là Ba hả, Ba ơi Ba, con chào Ba. Đến nỗi này giáo viên thì cũng ghẹo nữa. Giáo viên thì cũng nghe bảo sao ba con đặt tên con hôn hết. Ủa nhưng mà có hỏi ba em không? Có hỏi ba tại sao là đặt cái tên này khôn thế không? Ba em thì chắc là một phần thì lúc ba làm việc ở trong Sài Gòn thì ba thấy cái tên này người ta hay gọi, ba về ba đặt cho em luôn. Ai cho cái bữa này vậy chị? Đặt cho em luôn. Thế là ba cũng hỏi có ưng cái tên này không? Mà lúc bé còn nhỏ có biết gì đâu. Nghe lời ba bảo gì nghe đấy, xong cũng cái đồng ý không thì đặt cái tên này. Rồi bây giờ chia sẻ điểm mạnh điểm yếu và đường tình duyên giùm chị nha. Đường tình duyên của em nó thì xinh lắm. Còn điểm mạnh của em thì em biết rất là nhiều công việc trong xong ra. Thứ nhất là em biết nấu ăn này, biết sửa điện này, sửa nước này, biết nói chung là những cái công việc trong gia đình từ chặt tủ quần áo, ủ quỷ đồ thứ là em biết hết tần tật, em có thể làm được. Thế là em thấy là đấy là cái điểm mạnh của em thôi, nhưng mà người khác như thế nào thì em không biết. Cái đường tình duyên của em thì em cũng có được ba mối tình. Từ hồi 18 tuổi em quen một bạn, thì sau này bị cắm sừng đó, thì xong rồi chia tay. Xong rồi từ cái lúc mà nói chung là cái mối tình đầu mà bị như thế thì em cũng
không tin tưởng vào con gái nhiều nữa. Nên là dần dần lúc mà em quen những người sau á, em thấy nó cũng, lúc mà em quen những người sau thì nó cũng nhàm đi, kiểu mình không cần tin người ta, mình quen lúc mà cũng trong lòng cũng mang một cái sự gì đó, gọi là một cái khoảng cách gì đó. Nó vô tình thì nó vô tình thì cũng khiến người ta thấy không an toàn, còn mình thì cũng thấy kiểu cũng không an toàn, tại vì mình không có tin tưởng là nhiều nữa. Nên này xong rồi cũng quen được hai người tiếp theo, cũng được một năm cũng chia tay. Thế thì giờ thì cũng hai năm nay em chưa quen ai cả. Lý do làm sao vậy em? Em rất là nhạt. Nói chuyện với em nhạt lắm. Em mày đa số thì con gái thì đâu có thích con trai mà nó chuyện nhạt quá đâu chị, đúng không? Nên mày không gây được. Em thích. Bây giờ em thích một người như thế nào? Thích một người như thế nào? Cũng có dáng người vừa phải, thì không mập quá, không gầy, ốm thì cũng được. Nhưng mà không được mập, em mập lắm. Thứ hai là bằng tuổi em hoặc là lớn hơn em 2 tuổi cũng được. Biết chăm lo cho gia đình, quan tâm đến mọi người xung quanh. Cũng có một vậy là cũng là một người gọi là có kiến thức, cũng là cũng có học hành đi, không cần học giỏi quá mà có hành được. Cũng lễ phép, biết lễ phép với người lớn trong nhà. Em thì tính em thì không vấn đề gì, nhưng mà đối với lại giống như là người trong nhà thì ít nhất là người đó hoặc là gia đình của họ đi nữa là một người biết tôn trọng người trong gia đình, biết kính trên nhường dưới, thế thôi. Rồi, ok em. Rồi nếu như mà được chọn á, thì chị sẽ liên hệ qua Zalo, mình sẽ nói chuyện thêm, chị trao đổi thêm một số cái thông tin nữa rồi mình sẽ ghi hình ha. Phần cát của em xong rồi đó ba. Phần cát xong. Em chào anh nha, thì hôm nay sẽ có chị Trúc là biên tập của chương trình sẽ phỏng vấn mình nha anh. Rồi. Đặt. Tôi xin mời anh giới thiệu về họ tên, công việc, quê quán của mình nha. Em tên Đặng Quốc Toàn, sinh 1983, tài xế cho công ty gì, quê quán Trà Vinh nè. Đang làm ở quận 7 hả anh? Đang làm ship ở quận 7, đang ở quận 7 à, đúng rồi. Rồi, mình chở sếp hả? Tài xế chở sếp hay làm sao? Dạ đúng rồi, tài xế chở sếp chị. Dạ, dữ dằn ha, kế bên sếp luôn, mình có nói sếp giới thiệu cho em nào sếp biết á? Dạ không. Mà phải đi lén à. Ủa, ổng biết tham gia chương trình không? Dạ không, tại vì sếp đi về hàng cũng trước dịch đó chị, ở đây ở không cũng lên công ty, đi xe máy lên công ty thôi. Dạ. Rồi bây giờ sẽ giùm em một chút về điểm mạnh, điểm yếu với đường tình duyên của anh. Em thì một lần đã gian dở rồi chị, ly hôn cũng 6 năm chị. Dạ. Thêm đi, ví dụ có con không, rồi ở với nhau được bao lâu rồi chia tay anh? Dạ, ở cũng được 5 năm rồi chia tay vậy. Con cũng lớn rồi, con 17 tuổi rồi mà ở với mẹ, bên ngoài hấp dưỡng rồi. Một có một đứa con gái hả anh? Một đứa trai thôi chị. Trai? Dạ. Đang ở dưới quê hay ở trên này? Dạ, ở quê luôn chị. Em ở đây độc thân một mình thôi ạ. Rồi. Coi như ly hôn cũng 6 năm rồi hả, mà có tìm hiểu ai không trong thời gian đó? Thì cũng có tìm hiểu, nhưng mà một thời gian sau không thấy hợp đó chị, nên chia tay. Rồi. Dạ.
Rồi mình nói một chút cái điểm mạnh điểm yếu đi, mình có hút thuốc nhậu gì không nè, tật xấu gì không, khai ra hết. Dạ, đi nè. Em thì không hút thuốc, nhậu thì có, đỉnh có, nhưng miền Tây mà. Còn điểm mạnh em thì nói chung chuyện gì em làm được hết, không đồng thân mà trong nhà em cỡ chuyện gì em làm được hết. Bớt nhiều miệng rồi còn... mà không làm đúng không? Không làm ai làm cái gì làm. Còn điểm điểm yếu hay điểm mà xấu thì hơi nóng tính tí thôi chị. Nóng cỡ nào? Nóng không biết nữa, nó sao biết được. Nhưng mà có ông ơi, ngày đó cái gì chế được mà. Tính ta nè thì ông dạ. Nóng cỡ nào mình phải biết cái sức nóng của mình chứ. Dạ nóng cũng hơi hơi thôi chị, không dám hơi đâu. Mình nên nóng mà là người ta nãy nói dân miền Tây đúng không, có đánh vợ cái nào chưa? Dạ không, vũ phu này chắc không có, cưng không hết nói vậy thì không thảo sao thôi. Cưng quá mà sao chia tay vậy? Dạ hồi xưa em đi làm công ty á, chạy ra công ty cho sếp kinh doanh á, tại vì đi một tuần nhiều khi công tác một tuần mới về một lần á, người ấy ở nhà có người khác thôi. À. Dạ. Rồi bây giờ thời gian của mình thì sao, có không dạy nữa không? Dạ không, thời gian bây giờ có cho sếp tổng sếp phó của công ty thì đủ, công ty thì thời gian rảnh hơn nhiều, không có đi xa, đi trong ngày về khi thứ bảy thì làm có buổi mà chủ nhật được nghỉ. Dạ nhưng mà cái thu nhập thì sao anh, ở đây mình có mua nhà gì chưa? Đang chưa, em làm dành dẫn về quê thôi, chưa có người theo chí hướng này quê. Bà xã ở đâu thì mình ở đó cũng đỡ chứ sao. Dạ tại quê nhà đất cha mẹ để sẵn cho sẵn hết rồi, ở đây mở nhà trọ thôi. Rồi ok, rồi bây giờ muốn tìm một người như thế nào ạ? À? Mô tả kỹ ngoại hình công việc của quán luôn nha. Dạ thôi, mấy người miền Tây cũng là được rồi chị, ưa nhìn tí là được rồi, dễ tính tí là được rồi, không quan trọng đẹp lắm không. Rồi à, mày có định về quê không? Dạ thì bà xã, thế sau này bà xã ở đâu thì em ở đó cũng được, ở đây công việc ổn định, ở đây rồi em làm công ty thì cũng lâu rồi, 5-6 năm rồi chị. Ừ, nhưng mà cô gái nếu mà ở dưới quê rồi thì sao, được không? Ví dụ ở miền Tây đi. Dạ, vẫn được. Thời gian sau làm về quê, xuống giống về quê, lớp nhà cũng được, ở chơi gần cha mẹ cũng được. Thì anh có nhà được chưa hay ở chung ba mẹ gì không? Em ở chung ba mẹ thôi, đất vườn thì ba mẹ cho sẵn riêng hết rồi. Ừ. Dạ. Rồi rồi bản thân là tích cóp được bao nhiêu rồi? Nói chung là cũng đủ sống là gì. Đủ cứ vợ. Đủ đủ nhiêu có nghĩa là có để riêng không hay là đưa hết cho má, hay là mấy năm qua là không có còn, dù 6 năm ly dị nè thì mình để dành được mới vốn nào chưa? Dạ dành được ít rồi chị. Ừ là có đúng không? Dạ có để tiết kiệm là mua xe mua nhà hay là mua cái gì rồi, ý là mua xe hay mua chạy hay là cái gì? Dạ chưa mua gì, lúc để dành đó thôi. Ừ dưỡng cái vấn đề mình coi có cái nghiêm túc với chương trình hay không thôi. Nhiều anh mà tuổi này nhiều khi không có tích cóp gì thì nó cũng không đúng ha. Dạ đúng rồi. Dạ rồi bây giờ cô gái cái ngành nghề nè, anh có quan trọng ngành nghề gì không? Dạ không quan trọng đâu chị, chỉ siêng năng đó là được rồi. Dạ giờ cô đó cổ ly dị, cô đang nuôi con được không? Dạ vẫn được. Rồi có thương con người ta không? Dạ sẵn sàng chứ, ví dụ mình tới người ta thì thương mẹ thấy được con chứ. Ừ nói vậy. Nhờ là trong rừng dùm nào đang có cái vụ gì ghẻ rồi đó, nên là nó cũng hơi nhạy cảm rồi mình. Dạ. Ừ. Thì ví dụ con người ta, con gái mà còn nhỏ đi thì mình thấy như thế nào, hoặc là mình chăm sóc làm sao thì mình cũng lên mình chia sẻ thêm nha. Dạ, dạ. Về cái vấn đề đó. Ừ chứ không phải nói được một cái thôi đâu. Dạ, rồi dạ. Bây giờ mình cũng có thêm con mà đúng không anh? Dạ đúng rồi, em có con mà. Ừ. Nhưng mà bây giờ nè, mình kết hôn nữa thì mình có định sanh con nữa không? Dạ nếu có thì cũng tốt cho chị. Cũng muốn. Cứ kiếm đứa gái. Em thích gái lắm. À thích có con gái. Dạ. Có biết để kiếm cho anh cái cô mà cổ cũng thích đẻ nữa, chứ nhiều khi bằng tuổi anh rồi cổ có con rồi cổ không muốn sanh con nữa. Dạ 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 rồi ok anh Toàn, nếu mà được chọn á thì ghi hình tụi em báo lịch cho mình sau nha. Rồi dạ, em dạ. Sẽ kết nối em nói chuyện thêm với anh nha.
Dạ dạ, em cảm ơn chương trình. Dạ rồi, xong rồi đó. Anh kết thúc dạ. Cuộc gọi. Phỏng vấn với mình nha. Rồi, mời chị. Rồi, xin chào em ha. Mời em giới thiệu về bản thân nhìn chị. Họ tên, công việc, quê quán của mình. Em tên là Đỗ Huy. Công việc hiện tại của em là đang đào tạo của nội bộ cho công ty cổ phần FPT Telecom. Em ở Lâm Đồng. Đang làm ở Sài Gòn đúng không? À, đang làm việc ở Sài Gòn, quận 7. Rồi. Ồ, quận 7 luôn, vậy là gần cái phim trường của mình thì phải. Chỗ FPT bên quận 7 đúng không em? Hay là em làm chỗ khác? Dạ, FPT... Có mấy cái tòa nhà, ừ, khu chế xuất Tân Thuận rồi đó đúng không? Dạ, đúng. À, vậy thôi đi thẳng vô đó là ghi hình phim trường trong đó luôn á, hết đường đó luôn. Kế bên nhà em đó, kế bên cái FPT. Dạ. Rồi bây giờ chia sẻ một chút cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình ha. Điểm mạnh của em thì nói chung là giao tiếp tốt. Tại vì em cũng là một giảng viên nội bộ thì cái việc mà giao tiếp thì cũng khá là ổn. Điểm yếu thì sao ta? Điểm yếu thì nói chung là cũng hơi nóng tính và không có thể được cái cảm xúc, nói chung là khuôn mặt lúc nào nó cũng cảm giác như là hơi khó tính. Cười nhiều hơn bớt khó. Dạ. Được bao nhiêu mối tình rồi em? Em thì em có hai mối tình. Tình đầu tiên thì từ cái hồi chung là còn đang dạng như là kiểu mối tình của học sinh ở cấp 3. Thì cũng quen bạn ấy một thời gian. Khi mà em đi Sài Gòn học thì cũng là có một số vấn đề về khoảng cách rồi nên khoảng cách cũng khá xa và em thường xuyên không về được dẫn đến ai mà rồi đây mối tình gần đây thì từ đây cách đây khoảng gần một năm thì quen bạn ấy được 4 năm thì cũng chia tay cách đây khoảng từ tháng 3. Bạn đó thì cũng gần nhà và cũng đang làm việc ở Sài Gòn, cũng có một số vấn đề nhưng mà không có bất đồng quan điểm nên dần dẫn đến chia tay. Một phần do đợt rồi ở Sài Gòn có cái đợt giãn cách, hai đứa không có gặp nhau được nên là cũng không có giải tỏa được cái vấn đề. Thì sao nhau dây tơ hồng đứt tùm lum đó đúng không? Dạ. Rồi, ủa nhưng mà với cái điều kiện của em thì chị thấy nó cũng công việc ổn định, đồ nói chung là ngon lành đó, thì sao phải tìm tới chương trình ở ngoài, có khó tìm không? Nói chung là em đi làm thì chủ yếu là đi công tác khá là nhiều. Em thì em đang hỗ trợ cho các bạn quản lý từ Quảng Bình rồi tới Cà Mau. Nên là cái việc em đi công tác nhiều nên là cái mối quan hệ ở xung quanh đa số là những mối quan hệ liên quan đến công việc nhiều và xa. Ở Sài Gòn thì gần như là em không có bạn. Rồi bây giờ mong muốn một người bạn gái như thế nào nè? Miêu tả kỹ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn nha. Bạn gái thì nói chung là ngoại hình thì dễ nhìn xíu thôi, chiều cao thì không quan trọng. Em trên cao khoảng 1m7, chiều cao bạn gái thì cũng không quan trọng mấy, dễ nhìn một xíu, có công việc ổn định. Nếu mà quê ở Lâm Đồng được thì càng tốt. Rồi bây giờ thì ở đây em có kế hoạch là em ở đây không hay có dự định gì quê không? Em thì kế hoạch của em là sẽ về quê. Sắp tới là sẽ tìm một chi nhánh ở trên tỉnh, trên Lâm Đồng để làm việc, để cho nó ở gần nhà. Vì ba mẹ lớn tuổi rồi, anh chị thì có gia đình hết, nên là cũng đang mong muốn về nhà, gần nhà để có gì để phụ giúp ba mẹ. Rồi, vậy ok em. Nếu mà được chọn thì chị sẽ liên lạc lại, rồi mình trao đổi nhiều hơn, chị sẽ kết nối qua Zalo với em nha. Dạ vâng, chào anh chị. Rồi, ok em, cảm ơn em nhiều. Dạ.